Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Bữa nay Khánh Hòa, Khánh Hòa như quý vị anh chị, ngày 18 tháng 10 thứ tư, rồi 144 số đầu tiên, ngày 18 tháng 10 11 giờ mới qua. Rồi Khánh Hòa tiếp tục 523 nào, 03 hơi à. Ủa hơi đây hơi đờ này, hơi đờ đó. Hơi đờ á. Đờ nẻ quê đờ ấy. Phải 41. Khánh Hòa đờ nẻ. Ngà na luôn á. Sao sao không ngà na. 90 na. Hơi bả 93. Na ít chứ cái na na mới được có 90 tạ mới nhìn, mà cái đây 40 tạ mới rồi nè. Số này thấy đẹp hay. Hơi tóm nè. Số tóm hay rồi nã. Hơi tóm nè. Sao 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 hơi tóm đẹp chứ. 43 bả này. Đó Đà Nẵng. Đà Nẵng ở đây. Nẵng đài trung ương tỉnh là trung ương. Tỉnh ngoan ở trung ương nhưng phải giỡn, nhưng mà đài phụ quê mình 40 tạ. 40 tạ mắt của mình ấy đến như tóm số rồi đó này. Sắp 20 tạ này. Hồ số đây ngày là quan trị ngày 19 tháng 10 này. Cái gì bữa nay 19 rồi. Bên này bó nhà ngày mưa không á. Nè nhiều quan trị nhiều quá mà. Không, cái đây là ngày na ngày mưa. Cái đây ngày mưa. Bên kia ngày na này, bên đây ngày 19 này. Khánh Hòa ngày 18. Hôm nay 19 là ngày mưa này. Tao ngày mưa hay đưa cho anh chị cô bác mình xem nha. Thôi bây giờ em đưa cái ngày Khánh Hòa, Khánh Hòa bên na thôi. Đâu rồi. Tại vì số quá đem chân ở đây nhiều người ta không có rảnh đâu, ta sẵn ta mua luôn. Đây đâu rồi. Cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian xem video của em. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài chiều nay. Thần tài gõ cửa tới nhà đó, mười ngon muôn viên kẹo muốn đi đâu thay đổi cuộc đời lên địa phú. Rồi cảm ơn anh chị cô bác rất nhiều đã ủng hộ xem video của em. Cảm ơn mấy hôm nay trời nghỉ hơn mấy ngày nay trời mưa nè, mới bón lợn bữa nay đó, nghỉ hơn ngàn đó, ngày mưa quá bữa nay nắng nắng này đỡ nè. Em qua tưởng hôm qua nay bữa nay mưa nữa hơn ngày nắng rồi nè, đỡ chạy đây ngày nào cũng mua biết. Ngày xưa chị cũng trúng ở Sài Gòn rồi, chị trúng được ân ủi. Ngày xưa chị Sài Gòn chị trúng ân ủi nên là chị trúng duy nhất. Ân ủi ngồi hay xếm trúng đặc biệt hè. Ủa nghe, đâu là chị ở Sài Gòn này xếm trúng, chị trúng ân ủi nè. Ngủi đâu như bây giờ 50 triệu mình á. Nè. Dưới này, trúng. Trúng bị lót à? Nó đặt một cái gì đó chứ không thôi là được một. Đâu đâu, 5 tỷ mấy không phải là có vợ đặc biệt đâu, mà vợ giữa... chế gì đặc biệt á. Đúng không? Đúng không? Là kế đặc biệt á. Cái đó như giá nhì của mình vậy, giá nhất giá nhì ở mình vậy, kiểu vậy á. Đúng rồi, giá nhất á. Rồi. Đúng rồi, rồi cũng vậy đó, còn đặc biệt nó giống nhiều lắm. Đồng xa. Rồi đồng xa, đồng xa. Rồi. Cưới nè. Nếu nghe ngày xưa có ATM mua cho tầm bé này bón 10 ngòn một vé. Mà em mua miết rồi mà ế quá nó dẹp luôn. Nó mướn ngay chỗ mà gần chỗ mà ông Tân Tiến bón rồi thắt đó. Mà nó nghe là nó bón 10 ngòn mà mình lựa số nghe mình ân mình mua theo cái số của mình mua miết. Em số em mua ngày nào em cũng mua số miết. Em mua miết rồi mà so nó dẹp cho em. Nó bón 10 ngòn cái cây như ATM này nè. Tái bấm trên vàng rồi. Trời. Mà lại bón thì 10 hơn ngòn. Nếu bón cái cây ATM bón 10 ngòn đó. Đưa rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Xin chào. Quý vị nè. Rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.